Dạ em chào mọi người. Hôm nay em sẽ quay cái bồn 500 lít thanh lý cho mọi người mình xem ha. Hàng thanh lý đó là hàng mới, nó có hơi lỗi một xíu nên bên em thanh lý giá rẻ. Hàng thanh lý thì thường nó không có nhiều đâu mọi người, nó có 3 cái, 5 cái, 7 cái thôi. Nhưng do bên em thu gom lại nhiều đơn hàng, nhiều đợt lấy thanh lý cho nên nó có nhiều. Đây là cái bồn 500 lít nhựa. 500 lít nhựa mới của Bình Minh, của nhựa cao cấp này, của nhựa Matium này, nhựa 3 lớp dùng cho đựng cho mọi loại nước, bảo hành đến 12 15 năm luôn ạ. Nó màu xanh lá cây đấy mọi người. Nhưng mà khi ra thanh lý thì em bán đồng giá hết mọi người ơi. Hàng thanh lý hàng mới thì họ đang bán tận 1,5-1,6 triệu. Hàng thanh lý thì mình còn 1,3 triệu mọi người ạ. Và cái hàng nào mà có lỗi á, bên em kiểm tra thì có lỗi á, thì bên em thanh lý rẻ hơn xuống một xíu nữa là còn 1,150 triệu. Vẫn bảo hành cho mình bình thường ha. Đây, nguyên một kho hàng thanh lý bồn 500 lít, 300 lít, bồn đứng, bồn ngang. Đó, thường thì nó có chiều dài khoảng 1m3, chiều ngang khoảng 98 phân và chiều cao cỡ gần 1m là cái bồn 500 lít đấy mọi người. Bồn nhựa cực đẹp, cực tốt. Đây, em quay cho mọi người mình xem luôn ha. Này, bên trong nó màu trắng này. Đó, để trong kho thì nó bị bụi thôi mọi người. Có thể là do nó có cái vết sùi sùi như ở miệng này này, nó sùi ở dưới, phía dưới đó, thì là họ bỏ ra, họ lại là muốn thanh lý. Còn nếu nó nhẵn trơn á, thì là họ xuất mất tiêu rồi. Thế nên là hàng lỗi, nhưng mà mình vẫn sử dụng ok mọi người ha. Đôi khi là nó chỉ bị ba dớ ở phía trên này này, thì họ cũng bị loại ra. Rồi chỗ này là do cái bảng họ không đổ cái khuôn chữ, cũng bị loại ra. Nó hàng lỗi là như vậy đó. Đây, này cũng bảng không đổ khuôn chữ, nó bị loại ra. Đổ đúng khuôn á thì nó lên hình chữ thế này này. Đó, hoa sen hoặc bình minh. Đấy, đây là toàn bộ những cái bồn 500 lít thanh lý. Ai mình cần sử dụng bồn 500 lít nhựa ngang thanh lý thì mình vui lòng liên hệ bên em ha. Hàng thanh lý giá rẻ vẫn được bảo hành cho mình 10 đến 12 năm. Hãy liên hệ nhanh nhanh để bên em chuẩn bị giao hàng cho mọi người mình nha. Cũng có khách muốn mua buôn nhưng mà hơi xa. Họ ở Vĩnh Long, ở Tiền Giang, ở Vũng Tàu á. Họ muốn mua cũng cả mấy chục khối cơ, nguyên đủ xe để họ trở về. Nhưng mà nguyên đủ xe thì hơi lâu, em cũng nói họ đợi rồi. Nhà họ cũng cố gắng đợi. Nếu mà em đưa cái clip này lên khi mọi người hỏi đến mà hết hàng thì cũng có thể bên em thanh lý xong rồi. Nhưng mọi người mình thấy thì mọi người mình cần sử dụng thì cứ đặt hàng nhanh nhanh để bên em sắp xe cho mình nha. Theo số điện thoại là 0939636360. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp, mình liên hệ và trao đổi thêm mọi người ạ. Rồi, hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước, những cái bồn nước thanh lý, những cái bồn nước mới về. Em sẽ đưa lên đây để cho mọi người mình cùng theo dõi ha. Xin chào mọi người, tạm biệt mọi người.